là dường ổi nè mọi người. Ở đây có mấy trái đu đủ, là dạng như đu đủ màu vàng á, trái quá trời trái luôn. Cây nhỏ nhỏ xíu à. Trời ơi, trái mua gừng đụng đất luôn kìa. Cây nó ngọt dã man luôn á. Ôi thế nè. Ừ mà mình quên, mình quay ổi mà. Ổi này ổi còn nhỏ, người ta bọc lại nè. Đa số là ổi còn nhỏ chưa có lớn. Mấy trái khoảng lớn hơn cái này chút xíu là người ta bắt đầu bọc lại rồi. Vườn ổi luôn. Ổi quá trời luôn kìa. Em có mấy cây đu đủ mà vàng vàng. À, mấy cây đu đủ này trái quá trời trái luôn. Đu đủ này mình thấy mỗi lần Tết đó mọi người, người ta hay mua về người ta trưng cho nó đẹp á. Chứ còn ăn thì mình cũng không biết ăn kiểu gì nữa. Mình chưa ăn đu đủ mà vàng vàng vậy luôn á. Mình thấy người ta hay trưng lên để cho đẹp thôi. Mình chưa ăn thử cái này luôn. Trời ơi, nè trái này. Đã không? Để mình chụp tấm hình coi. À, đây nè. Ở đây có mấy trái xoài nữa. Mấy trái xoài nữa. Có mình đu qua bên đây coi. Ở đây là xã Vĩnh Khánh, cái bè Tiền Giang. Dưới cái bè đó hình như xã Vĩnh Khánh hay xã Hữu Khánh gì mình quên mất tiêu rồi, mình không có nhớ rõ luôn. Để có gì mình để trong phần mô tả sau nha. Mình chỉ biết nó ở cái bè Tiền Giang, thuộc miệt vườn cái bè Tiền Giang thôi. Ừ, có trái ổi. Có trái ổi này không có bọc lại nên mình mới quay được nè. Nè mọi người. Chứ còn mấy trái kia người ta bọc lại rồi. Mấy cái nguyên cái xã này nè mọi người, tập trung trồng chủ yếu là mít và ổi. Mình đi xung quanh á, các loại cây ăn trái khác cũng có nè, giống như xoài nè cũng có nè, nhưng mà trồng ít lắm, chủ yếu là trồng mít và ổi thôi. Ổi nè, cái vườn ổi nè. Nhưng mà ổi đa số là còn nhỏ cho nên người ta bọc lại cái trái cho khỏi sâu bọ đó. Đây là cái xoài này, cái xoài này không có trái. Người ta có để mấy cái cây nhỏ nè. Thì cái cây này mình qua là bị lọt mưa rồi, cho nên mình không dám qua. Cái xoài mới ra bông à. Ở đây có một cái trái. Trái này to rồi nè. Trái này chuẩn bị hái được rồi nè. Đây mình đi ra phía ngoài thôi. Mình vô trong cái vườn ổi. Đây là mấy cái nhánh ổi mà người ta dạng như người ta chiết cành đó mọi người. Đây nè. Người ta có cái phần cái phần đất ở trong này nè. Xong rồi cái nó ra rễ mọi người thấy không? Nó ra rễ trong này nè. Xong nó ra đủ rễ rồi người ta cắt cái phần cành này ra người ta đem đi bán. Mình chạy vô trong này coi. Đây nè, ở đây nhiều lắm. Mình thấy người ta chiết cành để người ta bán cành ổi nhiều. Đây nè. 1, 2, 3. Nói chung là một nhánh như vậy người ta chiết ra khoảng tầm 3 đến 4 cái cây con. Chết cha chó sủa.
sữa. Ủa đây lại là mít. Cái vùng này là chuyên trồng mít luôn. Giờ thôi để mình ra cho. Mình đã chui vô cái vườn ổi đây. Đây có trái ổi mà nó bị sâu rồi. Đây lại là cây mít. Ủa? Ồ, cây mít mà nó còn nhỏ. Có trái ổi nhỏ nhỏ. Ồ, mấy trái ổi này còn nhỏ. Bự. Nó bọc lại rồi, mọi người không có thấy rõ nhưng mà nó bự lắm. Cái ổi này khoảng chắc khoảng 2 lạng, 3 lạng rồi luôn á. Đây mấy chậu này không có bọc lại nên mình quay kỹ được nè. Nhưng mà nó còn nhỏ. Ồ, đây nữa nè. Để mình chui vô đây đúng không? Ồ, cái khu này toàn trồng ổi với trồng mít quá trời luôn. Trời ơi, ổi nó rụng với vuông kìa. Rụng quá trời luôn. Nó rụng với đất nó cực luôn. Đây có cây chanh. Cây chanh nè. Vô chính giữa nè. Mọi người thấy toàn là trắng xóa không à. Trời ơi, vô đây mới thấy ổi to quá trời nè. Phía ngoài mình cứ nghĩ là có ổi nhỏ thôi. Ở đây ổi cho to quá trời nè. Đây có trái ổi này thu hoạch được rồi nè. Ổi giờ đem cắt lên bán được rồi nè. Người ta bọc hay rồi. Ở đây nữa nè. Trái này cũng thu hoạch được. Trời khó quay quá à. Có mắt cây rồi nè. Đây, trái dưới này cũng to nữa. Wow, quá trời luôn. Còn tuốt đằng kia nữa kìa. Ồ, nhóc luôn. Ồ, có cái trái này không có bọc lại nè. Rồi thôi mình chào tạm biệt mọi người nha.